Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Chương trình tối nay thứ 6 ngày 16 tháng 6, chúng tôi xin chuyển đến quý vị những nội dung thông tin đáng chú ý sau. Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025. quán triệt học tập quy định của Ban Bí thư hướng dẫn của Trung ương. Giám sát việc lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ở đảng bộ xã phường thị trấn gắn với củng cố hệ thống chính trị cơ sở tại Thành ủy Sơn La. Đánh giá kết quả triển khai mô hình cây gai xanh trên địa bàn tỉnh Sơn La. Bây giờ mời quý vị cùng đến với những nội dung chi tiết. Chiều nay, Ban Thường vụ tỉnh ủy Sơn La đã tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì và điều hành hội nghị. Dự hội nghị có đại diện các ban đảng trung ương, các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh, thường trực hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể tỉnh và các huyện thành phố. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hữu Đông nhấn mạnh, hội nghị là dịp để nhìn lại, đánh giá một cách khách quan, toàn diện những kết quả đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay, chỉ ra những tồn tại hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm đồng thời dự báo tình hình, thời cơ thuận lợi, khó khăn, thách thức trong thời gian tới để từ đó đề ra những chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong nửa cuối nhiệm kỳ 2020-2025. Nhìn lại nửa chặng đường thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 với tinh thần đoàn kết, chủ động, nỗ lực vượt qua khó khăn của cấp ủy chính quyền địa phương sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân các dân tộc và cộng đồng doanh nghiệp, sự đoàn kết, sáng tạo trong lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng Bộ Tỉnh đã giúp tỉnh Sơn La vượt qua khó khăn, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 3 năm 2021-2023 ước đạt 6,71%. GRDP bình quân năm 2022 đạt 48,96 triệu đồng một người trên năm, tăng 4,86 triệu đồng so với năm 2020. Mặc dù trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19, nhưng nhờ phát huy nội lực huy động các nguồn lực nền kinh tế của tỉnh vẫn tiếp tục tăng trưởng đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện các nghị quyết chương trình kế hoạch về phát triển nông nghiệp xây dựng nông thôn mới đã và đang mang lại hiệu quả tích cực tư duy của người nông dân chuyển dần từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp gắn với xây dựng chuỗi giá trị bền vững an ninh chính trị ổn định trật tự an toàn xã hội được đảm bảo năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ được nâng cao hệ thống chính trị được củng cố với tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, thẳng thắn, khách quan, tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến vào các nội dung vấn đề nêu trong báo cáo, phân tích làm rõ những ưu điểm, kết quả, thành tích đã đạt được, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém còn tồn tại. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn chưa bền vững, còn phụ thuộc nhiều vào ngành sản xuất và phân phối điện. Khả năng dự báo đánh giá về tốc độ tăng tổng sản phẩm GRDP còn hạn chế công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện một số chỉ tiêu và nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội còn hạn chế. Dự kiến có 1 trên 24 chỉ tiêu đến năm 2025 không đạt mục tiêu nghị quyết đã đề ra, một chỉ tiêu không đạt kế hoạch một phần. Tiến độ triển khai một số dự án thu hút đầu tư còn chậm, chất lượng lao động chưa cao, thiếu lao động lành nghề, thiếu chuyên gia kỹ thuật giỏi, đời sống nhân dân một số địa bàn vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn, tỷ lệ tái nghèo còn cao, công tác cải cách hành chính ở một số địa phương đơn vị chưa thật sự hiệu quả, việc giải quyết đơn thư tại một số nơi còn chậm, công tác thanh tra kiểm tra giám sát, nhất là sự kiểm tra còn hạn chế. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh bài học kinh nghiệm rút ra sau nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đó là phải tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trên cơ sở đề cao trách nhiệm người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo quản lý và phát huy dân chủ trong hoạt động lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng quán triệt sâu sắc nắm vững và vận dụng sáng tạo chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước vào thực tiễn của tỉnh có sự phối hợp chặt chẽ nhịp nhàng sự vào cuộc với quyết tâm cao nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị sự đoàn kết nhất trí của toàn đảng bộ nhân dân các dân tộc trong tỉnh đồng thời đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng bộ tỉnh hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách gắn với việc đẩy mạnh cải cách hành chính tạo điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất gắn nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội và bảo vệ môi trường trên cơ sở nhận định phân tích dự báo tình hình thế giới trong nước và của tỉnh đồng chí bí thư tỉnh ủy đã nêu rõ những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối nhiệm kỳ để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 15 đã đề ra về công nghiệp thì ngoài cái khó khăn do thủy điện thì năm nay chúng ta được uh, mấy việc cái thứ nhất là công tác quy hoạch khu và cụm công nghiệp nói mãi thì cũng phải làm làm đến bây giờ là cũng bắt đầu là vào đường dây này, tàu bắt đầu chạy cơ bản là được một vài việc thôi thế và cái thứ hai là chúng ta đã mời gọi được một số các cái nhà đầu tư lớn và đầu tư vào trong lửa đầu nhiệm kỳ thì đã có ví dụ như khu công nghiệp Mai Sơn hoặc các cụm công nghiệp thì cũng đã rất cố gắng giải phóng mặt bằng làm cơ sở hạ tầng sắp xếp lại các cái cơ các cái doanh nghiệp bên trong. Thì Tuy nhiên thì vẫn còn manh mún và nhỏ lẻ lắm. Thương mại dịch vụ du lịch thì cũng báo cáo với ông chí là sau Covid thì cái du lịch của chúng ta tăng trưởng rất mạnh, số liệu đã có và chúng ta cũng đã tập trung làm một số các cái công việc rất bài bản như là khu du lịch quốc gia Mộc Châu rồi cái điểm đến thiên nhiên du lịch hàng đầu thế giới chúng ta cũng làm rất bài bản rồi cái quy hoạch lòng hồ thủy điện Sơn La ta cũng đã phối hợp với tổng cục du lịch đang làm và định hướng một vài các cái điểm du lịch khu du lịch cấp tỉnh như là Quỳnh Nhai như là Ngọc Chiến như là Tà Sùa và một vài các cái địa bàn khác thì chúng ta cũng đang thực hiện để phát điên. Tuy nhiên thì tiến độ thì chúng tôi vẫn thấy là hơi chậm một chút, cần phải đẩy nhanh tiến độ hơn. Đặc biệt là khu du lịch quốc gia Mộc Châu, nếu mà các đồng chí đẩy nhanh tiến độ để đầu 2024 mà trở thành khu du lịch về đích trước một năm thì càng rất là tốt. Vấn đề thứ tư là thu hút đầu tư, tôi thấy là các cái dự án của ta là đặc biệt là các cái dự án liên quan đến đô thị liên quan đến các cái lĩnh vực khác là tương đối chậm chậm ở đây thì có một cái việc chúng ta làm chắc chưa là giả soát lại toàn bộ cái quy hoạch ban thường vụ thì cũng nhất trí theo cái tinh thần là giả soát lại cái quy hoạch thì cũng mong là các cơ quan đơn vị tiếp tục phải sát cánh cùng ban các sự đảng ủy ban tỉnh và ban thường vụ tỉnh ủy, ban chấp hành đảng bộ tỉnh chúng ta lãnh chỉ đạo về cái công tác này. Nhấn mạnh về ba khâu đột phá đã được đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 15 xác định, đồng chí bí thư tỉnh ủy yêu cầu cấp, cấp ủy sản. chính quyền các cấp tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hiệu quả đột phá trong nhiều. phát triển nguồn nhân lực, về phát, phát triển kết cấu xác. hạ tầng và đột Để phá về cải cách hành chính. Liên quan đến ba cái khâu đột phá về phát triển nguồn nhân lực À, về lĩnh vực giáo dục mấy năm nay là chúng ta làm tương đối tốt. Các đồng chí thấy là kết quả cứ mỗi một năm tăng được 1,25%. Năm ngoái là được 99,6% tỷ lệ các cháu thi tốt nghiệp. Và đặc biệt là không còn cái tình trạng mà vi phạm như 2018. Nhưng mà về phát triển nguồn nhân lực thì chúng ta cũng nhìn thấy là còn một việc chưa tốt tức là cái đào tạo nghề, cái quản lý sau đào tạo nghề và cái định hướng cho bà con nhân dân đi lao động ở các khu cụm công nghiệp. Sau khi Covid thì chúng ta tổng hợp khoảng 153.000 người ra khỏi tỉnh đi lao động nhưng mà không quản lý được. Giao cho sở lao động thì gần đây các đồng chí quản lý được khoảng gần 70%. Thì đây chúng tôi cũng cho là rất là tốt rồi. Thì tuy nhiên thì cần phải tốt hơn nữa trong lửa cuối nhiệm kỳ còn lại tôi thấy là cái đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng có mấy việc là tốt thì cái giao thông là kết cấu hạ tầng nói chung từ giao thông rồi từ thủy lợi y tế giáo dục là chúng ta bố trí nguồn lực thực hiện tương đối tốt thế tuy nhiên thì bên cạnh đó tôi nói luôn đấy chính là cái giải ngân vốn đầu tư công ngoài ra thì còn khối lượng chất lượng công trình và cuối cùng là thanh kiểm tra không cẩn thận là sẽ mất cán bộ thì đề nghị các đồng chí rất là lưu tâm đến cái khâu đột phá thứ hai để chúng ta tiếp tục triển khai thực hiện trong thời gian tới cho tốt. Thế còn vấn đề thứ ba là cải cách hành chính, nhưng mà 2022 thì có một cái chỉ số giảm rất là sâu, chính là chỉ số CIPAT liên quan đến sự hài lòng của người dân, người ta đang đứng từ thứ sáu tụt xuống số 17 cái chỉ số này có một năm là Sơn La đứng thứ nhất xong tụt xuống thứ bảy xong này lại lên được một bậc lên thứ sáu và năm nay thì xuống tận thứ 17 chỉ số này lêu ra để các đồng chí biết là chúng ta còn cần phải cố gắng hơn thôi nhưng mà đặc biệt là cái chỉ số PCI báo cáo đồng chí là cái chỉ số này cực kỳ quan trọng nó liên quan trực tiếp đến cái đánh giá của doanh nghiệp đối với cái sự điều hành của chính quyền các cấp và nó liên quan trực tiếp đến công tác thu hút đầu tư thì mong là các đồng chí phải dành thời gian rất là sâu để chúng ta xem lại cái chỉ tiêu này nó có yếu ở đâu từ chỗ nào thì ta phải khắc phục chỗ đó nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới cũng được đồng chí bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh đó là huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực cho đầu tư phát triển đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh nâng cao năng suất hiệu quả và sức cạnh tranh của các ngành lĩnh vực sản phẩm cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng xây dựng nền nông nghiệp công nghệ cao sản xuất hàng hóa lớn từng bước chuyển tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp khai thác phát huy tiềm năng nâng cao giá trị gia tăng thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, mở rộng năng lực sản xuất, nhất là các sản phẩm công nghiệp chế biến sâu, gắn với xây dựng thương hiệu tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ và đẩy mạnh xuất khẩu. Đồng thời, phát triển kinh tế đi đôi với bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa xã hội, xây dựng và phát triển văn hóa toàn diện bền vững, tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa các dân tộc, củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và chủ động hội nhập quốc tế vào đầu đến năm 2025, xây dựng huyện Mộc Châu trở thành thị xã, xây dựng huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới, xây dựng và phát triển thành phố Sơn La theo định hướng đô thị loại 1 và phát triển xanh, nhanh, bền vững, xây dựng tỉnh Sơn La trở thành trung tâm phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của vùng Tây Bắc. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy tin tưởng với những kết quả thành tựu đã đạt được và những kinh nghiệm đã tích lũy rút ra được từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cán bộ đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh sẽ tiếp tục đoàn kết, phấn đấu với quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa năng động, sáng tạo, vững vàng vượt qua mọi khó khăn thách thức, hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra cho cả nhiệm kỳ, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Sáng nay, ngày 16 tháng 6, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực tình ủy đã chủ trì hội nghị quán triệt học tập các quy định của Ban Bí thư và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương dự hội nghị có đồng chí hoàng quốc khánh phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng chí nguyễn thái hưng ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh thường trực hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh đại diện lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể tỉnh các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh các huyện ủy thành ủy đảng ủy trực thuộc Tại hội nghị, đại diện Văn phòng Ban chỉ đạo 35 Trung ương đã quán triệt tuyên truyền quy định số 85 ngày 7 tháng 10 năm 2022 của Ban Bí thư, hướng dẫn số 99 ngày 20 tháng 3 năm 2023 của Ban tuyên giáo Trung ương về việc cán bộ đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội. Quy định số 99 ngày 27 tháng 2 năm 2022 của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 105 ngày 29 tháng 5 năm 2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng nhằm nâng cao nhận thức trong hệ thống chính trị và toàn xã hội về mục đích, ý nghĩa, quy cách, nguyên tắc cách sử dụng cờ Đảng Cộng sản Việt Nam, phát huy vai trò trách nhiệm của các ủy Đảng, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy định số 99 bảo đảm thống nhất đồng bộ, không sai sót trong sử dụng cờ Đảng, hình ảnh, cờ Đảng và biểu tượng bố liềm. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, đơn vị tiếp tục tổ chức quán triệt các quy định hướng dẫn của Trung ương tới cán bộ, đảng viên và triển khai thực hiện nghiêm túc. Tích cực nghiên cứu, trao đổi, thảo luận để nâng cao nhận thức, trách nhiệm về sử dụng cơ đảng, về quản lý, thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên internet và mạng xã hội theo đúng chủ trương của đảng và pháp luật của nhà nước góp phần bảo vệ chính trị nội bộ phòng ngừa phát hiện giảm thiểu những tác động ảnh hưởng tiêu cực trên internet và mạng xã hội đến cán bộ đảng viên ngăn chặn kịp thời các hành vi đăng tin giả thông tin sai sự thật xấu độc và những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng trong toàn tỉnh đồng chí phó bí thư thường trực tỉnh ủy giao các đảng đoàn ban cán sự đảng các cơ quan tham mưu giúp việc tỉnh ủy các huyện ủy thành ủy đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện nghiêm các quy định của ban bí thư hướng dẫn của ban tuyên giáo trung ương tại cơ sở người đứng đầu thủ trưởng cơ quan đơn vị thường xuyên chỉ đạo ra soát thu hồi cờ đảng không đạt chuẩn bị hỏng tại cơ quan đơn vị và có biện pháp hình thức thay thế kịp thời và chịu trách nhiệm về việc sử dụng cờ đảng tại các cơ quan đơn vị Ngày 15 tháng 5, đoàn công tác của ban chỉ đạo 32 tỉnh ủy do đồng chí Lê Hồng Long, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có cuộc giám sát về việc lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết số 02 ngày 21 tháng 1 năm 2021 của ban chấp hành đảng bộ tỉnh về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ở đảng bộ xã phường thị trấn gắn với củng cố hệ thống chính trị cơ sở tại thành ủy Sơn La. Triển khai nghị quyết số 02, Ban Thường vụ Thành ủy đã lãnh đạo cụ thể hóa các nội dung của nghị quyết bằng việc làm thiết thực, triển khai thực hiện 13 mô hình tại cơ sở, ban hành 50 văn bản lãnh đạo triển khai thực hiện, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ đảng viên, tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện nghị quyết 02, đẩy mạnh công tác đối thoại với nhân dân, quan tâm lãnh đạo công tác phát triển đảng, đã thẩm định và tổ chức kết nạp cho 180 đảng viên mới, làm tốt công tác kiện toàn tổ chức bộ máy ở cơ sở, thực hiện bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch hội đồng nhân dân thực hiện bí thư đảng ủy không phải là người địa phương đạt 33,3%, chủ tịch ủy ban nhân dân không phải là người địa phương đạt 58,3%. Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Hồng Long đề nghị ban thường vụ thành ủy tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo công tác giả soát các chỉ tiêu, cập nhật triển khai các nghị quyết của đảng các cấp đến các chi đảng bộ trực thuộc, cập nhật đánh giá hiệu quả các mô hình phát triển kinh tế xã hội, xây dựng chính quyền, giữ gìn văn hóa, phát triển du lịch để nhân rộng tiếp tục nghiên cứu triển khai các mô hình mới phù hợp với xu hướng phát triển đô thị sinh thái hiện đại mang đậm bản sắc dân tộc tiểu vùng tây bắc quan tâm công tác phát triển đảng đặc biệt là phát triển đảng trong doanh nghiệp hợp tác xã tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt tri bộ xây dựng tri bộ bốn tốt làm tốt công tác quản lý đảng viên tăng cường công tác kiểm tra giám sát thực hiện nghị quyết 02 và các nghị quyết của đảng cấp trên Chiều ngày 15 tháng 5, Công ty Cổ phần Nông nghiệp An Phước phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội thảo đánh giá kết quả triển khai mô hình cây gai xanh trên địa bàn tỉnh Sơn La. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Công ty An Phước, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các huyện Vân Hồ, Mộc Châu, Yên Châu, Mường La, Sông Mã và Phú Yên. Cây gai xanh AP1 được trồng nhiều tại Sơn La từ năm 2018. Đến nay toàn tỉnh có 785 ha tập trung ở các huyện Vân Hồ, Sông Mã, Phù Yên, Mộc Châu, Mường La, Thuận Châu, Yên Châu, Sóc Cộp, Mai Sơn. Giai đoạn 2020-2022, sản lượng gai xanh thu hoạch toàn tỉnh tăng từ 171 tấn lên 500 tấn. Vỏ gai khô hiện đang được các đơn vị đối tác thu mua và bán về nhà máy sợi dệt An Phước thuộc tập đoàn An Phước với giá từ 35 đến 40.000 đồng 1 kg. Theo đánh giá ban đầu, gai xanh AP1 có khả năng sinh trưởng và phát triển tốt ở nhiều địa phương trong tỉnh. Kỹ thuật trồng và chăm sóc thu hoạch tương đối đơn giản. Một hecta cây gai có chi phí đầu tư khoảng 25 đến 30 triệu đồng. Một năm có thể thu lời từ 40 đến 70 triệu đồng. Việc phát triển cây gai xanh có những tác động tích cực về môi trường. Sau khi thu hoạch, toàn bộ phần thân lá được cắt nhỏ tại ruộng, phân hủy thành phân hữu cơ tốt cho đất. Mặc dù vậy, nhiều hộ dân trong tỉnh còn đang băn khoăn trong việc phát triển loại cây trồng mới. Một số vùng khí hậu khô nóng dẫn đến năng suất cây gai xanh đạt thấp, chỉ từ 1 đến 1,2 tấn một hecta. Sản lượng vỏ gai khô chưa cao, kinh nghiệm bảo quản sơ chế sợi gai còn hạn chế. Tại hội thảo các đại biểu mong muốn công ty An Phước cần có những hành động thiết thực để gia tăng niềm tin với nhân dân trong việc phát triển cây gai xanh. Công ty cần có cơ chế hỗ trợ tiêu thụ ổn định về giá, có tiêu chuẩn sản phẩm rõ ràng các đơn vị đối tác phát triển vùng nguyên liệu tăng cường công tác hỗ trợ kỹ thuật đối với nông dân đảm bảo sản phẩm phát triển về diện tích và chất lượng đồng thời có giải pháp ổn định về vốn kịp thời chi trả cho nông dân sau khi bán sản phẩm vỏ gai xanh phát biểu tại hội thảo đồng chí nguyễn thành công yêu cầu sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tiếp thu và tổng hợp toàn bộ ý kiến của các đại biểu nhất là các hộ dân hợp tác xã đang phát triển diện tích cây gai xanh từ đó kết nối và tổ chức làm việc với công ty an phước kịp thời giải đáp những vướng mắc của người dân trong việc phát triển diện tích cây gai xanh trên địa bàn tỉnh. Triển khai thực hiện nghị quyết số 35 ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Bộ Chính trị, huyện ủy Quỳnh Nhai đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai có hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Đánh giá tại hội nghị sơ kết 5 năm triển khai thực hiện nghị quyết 35 của Bộ Chính trị, khóa 12, về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái chủ địch trong tình hình mới. Huyện ủy Quỳnh Nhai đã thành lập ban chỉ đạo 35 huyện, xây dựng quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên. Công tác tuyên truyền được quan tâm tối mới, kịp thời định hướng tư tưởng, chủ động phòng ngừa những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, nâng cao cảnh giác trước các âm mưu thủ đoạn đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch và giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh từ cơ sở chỉ đạo hướng dẫn đội ngũ công tác viên chia sẻ lan tỏa những thông tin tích cực gương người tốt việc tốt các điển hình tiên tiến định hướng dư luận xã hội trước những vấn đề mới nhạy cảm đăng tải các tin bài và tham gia bình luận đấu tranh phản bác lại thông tin sai trái xuyên tạc sai sự thật trên không gian mạng bên cạnh đó thường xuyên quan tâm công tác đào tạo bồi dưỡng lý luận để góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ đảng viên Huyện Mộc Châu vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết số 18 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống và kiểm soát ma túy tháng 5 năm 2023. Trong tháng 5, Ban chỉ đạo huyện Mộc Châu đã lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến quán triệt các quy định pháp luật về phòng chống ma túy, đồng thời phát động phong trào toàn dân tham gia phát giác tố giác tội phạm, người sử dụng, người nghiện ma túy trên địa bàn, vận động nhân dân không trồng cây thuốc phiện và tăng cường triển khai các dự án, chương trình phát triển kinh tế xã hội, chuyển đổi, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, tạo chuyển biến tích cực tới các ngành các cấp và các tầng lớp nhân dân trong đấu tranh phòng chống ma túy. Trong công tác quản lý người nghiện và đấu tranh với tội phạm liên quan đến ma túy, đến nay toàn huyện có trên 500 người nghiện đang trong hồ sơ quản lý. Lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ 29 vụ với 35 đối tượng, có hành vi tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 7,66 gam heroin, 260 viên ma túy tổng hợp và nhiều tăng vật khác. Bên cạnh đó, huyện Mộc Châu cũng đã triển khai có hiệu quả công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự, an toàn xã hội, công tác chuyển hóa, xây dựng địa bàn không có ma túy, nhất là ở địa bàn các bản biên giới và tại các trường học trên địa bàn huyện. Đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 trên địa bàn diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, đạt kết quả cao. Ngày 15 tháng 6, Ủy ban Nhân dân thành phố Sơn La đã họp triển khai nhiệm vụ chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, thành phố có 6 điểm, 101 phòng với 2.283 thí sinh đăng ký dự thi. Đến nay, các xã phường phối hợp với các trường trung học phổ thông có điểm thi trên địa bàn ra soát kiểm tra đảm bảo chuẩn bị điều kiện sinh hoạt ăn nghỉ và đi lại cho các cán bộ làm thi nơi ở cho thí sinh và người nhà của thí sinh ở xa về dự thi công an thành phố và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch bảo vệ kỳ thi đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực thi đảm bảo trật tự giao thông phòng chống cháy nổ trong thời gian diễn ra kỳ thi trung tâm y tế thành phố đã sẵn sàng làm nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe đảm bảo an toàn thực phẩm thành phố cũng triển khai chương trình tiếp sức mùa thi hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn cử lực lượng hỗ trợ học sinh trong những ngày thi nếu xảy ra mưa lớn, ngập lụt. Trước mắt, việc theo Sơn La hỗ trợ 20 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi học sinh nhận 500.000 đồng. Hội khuyến học thành phố hỗ trợ mỗi điểm thi 2 triệu đồng. Thành phố chỉ đạo quá trình thực hiện nhiệm vụ theo năm rõ, rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành, rõ trách nhiệm, rõ đơn vị chủ trì, phối hợp trong việc chuẩn bị và tổ chức kỳ thi. Nhất là đoàn viên thanh niên, thực hiện chương trình tiếp sức mùa thi tại các khu vực sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ học sinh, phụ huynh và người nhà học sinh, đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc, tuyệt đối an toàn và đạt kết quả cao nhất. Những nội dung thông tin đáng chú ý khác có trong phần tiếp theo của chương trình. Thưa quý vị, tiết kiệm điện đang là vấn đề được quan tâm khi mà lượng điện hiện nay không đủ cung cấp bởi thời tiết khô hạn, các thủy điện không thể phát điện do thiếu nước. Cũng chính bởi vậy, thói quen sử dụng điện tiết kiệm đã được hình thành trong các hộ gia đình. Trong khuôn viên nhỏ giữa lòng thành phố, gia đình chị Dung đã tận dụng mọi ánh sáng từ tự nhiên thay cho bóng đèn điện phục vụ sinh hoạt trong gia đình. Từ giếng trời, cửa sổ, nguồn sáng được tận dụng tối đa. Dù thời tiết nóng bức nhưng trong nhà được thiết kế theo hướng không gian xanh đã tạo nguồn mát tự nhiên từ cây xanh và gió ngoài trời. Do đó mà hoạt động các thiết bị như quạt hay điều hòa cũng được tiết giảm. trong đời sống sinh hoạt hàng ngày thì việc tiết kiệm điện ở trong gia đình tôi được thể hiện qua từng thói quen của các thành viên trong gia đình. À, ví dụ như là thói quen sử dụng ánh sáng thì hiện nay tất cả các cái ánh sáng trong gia đình đều được lấy từ ánh sáng tự nhiên thông qua hệ thống giếng trời. À, sau đó nữa là việc lựa chọn các cái thiết bị điện có công suất tiêu thụ phù hợp à, với từng không gian, từng mục đích sử dụng. Dịp nghỉ hè cũng là lúc mà gia đình chị dành nhiều thời gian hơn cho các con của mình bằng việc cùng nhau đọc sách, tập luyện thể thao, chăm sóc cây xanh, hạn chế sử dụng các thiết bị như TV và máy tính. Không lệ thuộc vào các thiết bị điện không chỉ giúp gia đình giảm bớt chi phí về tiền điện, mặt khác các con trong gia đình cũng được trải nghiệm nhiều điều hơn trong cuộc sống. Như vậy, việc tiết kiệm điện đã được mọi thành viên trong gia đình hưởng ứng nhiều hơn. Mẹ con dậy khi đi ra khỏi phòng thì tắt những uh, dụng điện không cần thiết như là đèn học, điều hòa, quạt. Việc sử dụng điện tiết kiệm đã dần trở thành thói quen đối với nhiều hộ gia đình hiện nay. Như tại gia đình có nhiều thế hệ cùng sinh sống trong con ngõ nhỏ này. Từ nhiều năm qua, nhờ thực hành tiết kiệm mà tiền điện không vượt quá 500.000 đồng một tháng, kể cả những lúc cao điểm, thời tiết nắng nóng thói quen sử dụng điện tiết kiệm được truyền dạy từ ông bà, cha mẹ cho đến các con nhỏ. Tiết kiệm từ những việc làm nhỏ nhất như tận dụng ánh sáng tự nhiên, tắt các thiết bị điện không sử dụng, hạn chế sử dụng điều hòa khi không thật sự cần thiết mà vẫn đảm bảo nhu cầu sống của các thành viên trong gia đình. Gia đình thì cũng sử dụng cũng có nấu ăn và cũng có điện sáng và điện quạt mát thì gia đình hàng tháng thì Uh, tiền điện cũng uh, nếu mà chưa có cái thời gian nóng như bây giờ, những cái tháng trước thì cũng chỉ hơn 200.000 Mà trong cái tháng nóng tới đây thì chắc là cũng khoảng trên 300.000 một tháng Lượng điện tiết kiệm dần tăng lên nhờ thay đổi ý thức và thói quen của nhiều người trong sử dụng điện hiện nay Tiết kiệm điện không chỉ dừng lại ở ngày 1, ngày 2 Tiết kiệm điện cần trở thành thói quen từ ý thức của mỗi người Dự án hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số Khe được triển khai tại huyện Mường La từ năm 1993 với mục đích giúp cho chị em vay vốn phát triển kinh tế. Đến năm 2022, quỹ được chuyển về Hội Liên hợp Phụ nữ huyện Quản lý triển khai và duy trì nguồn vốn bằng cách hỗ trợ sinh kế cho chị em có nhu cầu phát triển kinh tế. Đây là 9 con dê sinh sản được Hội Liên hợp Phụ nữ huyện Mường La tổ chức bàn giao cho Tổ Liên kết Phụ nữ khởi nghiệp bản Pá Pù, xã Nậm Dôn, Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 17,8 triệu đồng trích từ nguồn quỹ hỗ trợ phụ nữ thuộc dự án Khe. Việc hỗ trợ dê cho tổ liên kết phụ nữ khởi nghiệp bản Pá Pù dựa trên đặc điểm nhu cầu hỗ trợ sinh kế của hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn nhằm giúp chị em có thêm động lực phát triển kinh tế. Hôm nay tôi rất là vui được hội liên hiệp phụ nữ huyện tặng cho ba con dê. Tôi sẽ cố gắng chăm sóc làm thế nào để cho con dê phát triển sau này nó phát triển để con ra nhiều để làm thế nào được ổn định cuộc sống, góp phần để kinh tế gia đình đi lên ạ. Trong quá trình thực hiện mô hình, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã sẽ thường xuyên kiểm tra, giám sát các hộ, bảo đảm duy trì và nhân rộng đàn dê, giúp chị em thoát nghèo bền vững. Tới đây chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Ngay sau đây là những thông tin thời tiết đêm nay và ngày mai. Tin nắng nóng, theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn khu vực Tây Bắc, từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 6 ở tỉnh Sơn La có nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất 40 đến 60%. Do ảnh hưởng của nắng nóng có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1.